Chào buổi sáng cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là 8 giờ 30 phút ngày Chủ nhật. Và ngày hôm nay, sáng hôm nay thì em đi ăn phở với bạn đồng nhỏ với nị rồi. Bạn đồng nhỏ đòi đi xe buýt điện. Thì bây giờ xe buýt điện tới 9 giờ người ta mới chạy rồi. Trong thời gian chờ đợi thì em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang ở con đường Phạm Ngũ Lão và công viên 23 tháng 9. Và đây trước mặt chúng ta đó là bụng binh Cống Quỳnh, và phía bên cánh phải đó là ngày xưa là rạp Khải Quang đó. Bây giờ là một cái nhà để không rồi, hiện đang sửa chữa về bên trong đó. Theo thẳng hướng bên kia chúng ta sẽ đi về đường Hồng Thập Tự, Nguyễn Thị Minh Khai, bệnh viện Từ Dũ ha. Dạ không. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về quận 5 nè, đường theo đường Nguyễn Trãi. Hướng này là Cống Quỳnh ha, đi ra một bên Nguyễn Cư Trinh. Phía sau kia là khu Mã Lạng năm xưa, và ngày nay rất là thay đổi rồi. Bây giờ em mời bà con mình cùng đi đi dạo một vòng với em ha, đi để mình xem cảnh chợ búa ở Sài Gòn như thế nào. Ở đây thì chúng ta thấy có cái chợ chợ Thái Bình, để mình xem hình ảnh của chợ Thái Bình buổi sáng như thế nào ha. Bữa giờ chúng ta chưa đi chợ này buổi sáng, thì hôm nay mình lại có dịp tham quan một cái ngôi chợ. Và phía trước nhà lòng chợ là cái bãi xe. Các anh chị đi xe máy thì mình có thể gửi xe ở đây, rồi mình sẽ đi bộ vô chợ. Ngôi chợ này nằm ở trên mặt đường Nguyễn Cư Trinh đó. Xin lỗi các anh chị, đường Cống Quỳnh tiếp giáp với Nguyễn Trãi. Và bên kia đường có cái trường Hội Người Mù đó, trường Chu Văn An. Đây, hình ảnh của chợ Thái Bình vẫn như ngày xưa. Chúng ta sẽ đi một vòng ở đây ha. Ở đây có anh sửa giày. Nó làm nghề sửa giày đó, những đôi giày cũ bị rách, bị đứt thì tới đó người ta may lại, hoặc là những đôi giày mới mua họ muốn may lại cho chắc. Và phía trước đây là những cái hàng ăn. Mình đi vào một vòng rồi hồi nữa lên xe buýt điện xem có gì mới chia sẻ với anh chị nữa ha. Mình vô chợ đây xem buổi sáng chợ như thế nào. Đây là khu ăn uống. Hoa chị Đông. Đây bánh xèo, bánh khọt. Bên đây các chị bán rau. Trái cây nè, tươi rồi chưa. Chợ Cô Giang thì giải tỏa rồi, nên thành ra có vẻ chợ này sẽ đông hơn ngày xưa. Vì những cái khách ở chợ Cô Giang người ta sẽ đi vô chợ này cho nó gần. Tỏi chanh ớt. Thank you.
Mực cá. Ở đây thì gần với cái hẻm có nhiều khách sạn, bữa đó hẻm 373 đó, thì có những cái du khách người ta ở đó rồi người ta đi chợ gần đây luôn, ở đây nấu ăn rồi. Thì trong đó những cái phòng ở trong đó thì có một số nhà thì có nhà bếp rồi đó, nên thành ra họ sẽ ra đây đi chợ nấu nướng. Trái cây nè 30.000 tí, quýt bao ngọt. Lại nho. Và bên kia là hẻm 373, bữa chúng ta đi vô đó, hẻm đó có nhiều khách sạn. Bên đây trái cây nữa nè. Đi vòng qua đây xem thế nào nữa ha. Thanh long 1kg 20. Chợ này tuy là cũ nhưng mà cũng sạch sẽ. Đó, có nhiều du khách Tây. Khẩu trang rồi nón, và con cua đồng. Rồi chúng ta sẽ đi ra nhà, vô nhà lòng chợ cái mình đi ra đường Phạm Ngũ Lão luôn. Bên kia có chỗ xay dừa, những cái dừa đó thì họ xay ra lấy cái dừa. Túi xách quá trời túi xách luôn. Có anh chị nào mua gì không? Túi xách, ba lô, quần áo đây. Trầu cao. Trầu cao. Đây là nhà lòng chợ. Trong nhà lòng chợ thì có sạp thịt. Chợ Việt Nam thường là có một cái đặc trưng, đó là trong vắng ngoài đông, ở ngoài thì đông hơn ở trong nhà lòng chợ. Bún. Cái này 58.000 tốn ra rồi đó em trai ơi. Và đây là tiệm vàng. Và chúng ta đây là đường Phạm Ngũ Lão rồi nè. Theo thẳng hướng này mình sẽ ra phố Tây. Mình sẽ đi một vòng ở ngoài đường này thế nào ha. Đây sạp thịt bò. Sạp thịt bò.
lò nhìn tươi ghê chưa. Nó đi một xíu nữa rồi tới giờ mình lên xe buýt chơi nha. Cái bến xe buýt nằm bên đây công viên nè, công viên 23 tháng 9. Hoa ở đây có sạp hoa, hoa có nhiều hoa, hoa ly, hoa cúc, hoa lai ơn, rất là đẹp luôn. Wow, mình thấy chợ ở ngoài này đông quá nè. Qua đây là hẻm 33 nãy chúng ta vừa đi qua nè. Chuối, chuối Việt Nam nè đó. Có anh chị nào chưa biết chợ Thái Bình không ha? Chúng ta xem rồi mình biết địa chỉ chợ Thái Bình rồi mình đi đến đây. Ở đây cũng rất là đông vui tấp nập, gặp này là cuối tuần nữa nên thành ra rất là đông. Wow, quần áo một bộ đồ chỉ có vài chục ngàn thôi. Ngoài đây cũng là một cái phần của chợ, rìa chợ, nhưng mà đông không kém ở trong lòng chợ. Bốn sao, bốn sao. Khoai bắp. Ở mặt đường này thì cũng có mấy quán cà phê và bánh bèo. Rau, bông bí. Mình thấy cái vỉa hè còn đông hơn là trong chợ luôn. Chợ này thì cũng bán buổi sáng thôi, còn buổi chiều thì trong lòng chợ thì cũng còn người bán nhiều ít. Buổi sáng là đông nhất. Nếu anh chị đi chợ chiều thì cũng có ha. Những món rau, những cái món thịt, nhưng mà những ngành hàng cơ bản nữa. Rồi, bán này bán gì đây đông quá nè. Chứ bán giá 55 ngàn mà đi bụi đời lắm, dạ, dạ 15 ngàn một. Cái này bỏ vô cái ta nữa. 15 ngàn, cái này cà bên này, cuốn mỡ của mày, cái này. Quá trời. Không, cái đó chùa nồi đó. Hả? Chùa nồi chảo chứ không phải nữa mà. Không phải, vậy sao chị đưa tử. Cái này chùa bàn nha. Cái chảo hồng vinh đó hả? Cái chảo hồng vinh đó hả? Đúng rồi. Dạ, chùa chảo hồng vinh đó. Đây, lung lên nhảy chị. Đúng rồi, cái này đẹp, lung lên đẹp, lộn lại luôn. Vô. Đồng vui quá. Đồ Thái Lan. Cà tím, cà tím nướng, chanh. Nướng cà tím. Đây có hẻm đây nữa nè. Bữa nay mới phát hiện trong đây nha. Chúng ta vô thử hẻm 350
353 Phạm Ngũ Lão. Này đông quá nè. Tao. Đông không thua gì chợ Cô Giang ngày xưa, và ngày nay sẽ đông hơn, đông hơn khi mà chợ Cô Giang đã không còn. Đá cổ nữa. Rau trứng. Bông đọt, đọt bí. Sâu quá, hẻm này sâu quá. Thôi sâu quá chúng ta đi ra ngoài thôi. Đây có bán món gì đây? Cá nướng, cá hấp. Hôm nào mình sẽ đi thẳng vô hẻm, đi sâu vô trong luôn ha. Bây giờ mới phát hiện cái hẻm này. 353 nha. Hôm nào chúng ta sẽ đi vô hẻm này. Nếu mà các anh chị các bạn đã từng ở đây và biết cái hẻm này, em xin comment ha. Để biết biết đâu trong video sau chúng ta lại đi thẳng vô hẻm và gặp người quen mình thì sao. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài thôi. Nó cũng gần 9 giờ rồi đó, bạn đồng nhỏ nó cũng đang chờ rồi đó. Rồi, một số hình ảnh ở chợ Thái Bình gửi đến các anh chị và các bạn. Ngôi chợ buổi sáng đông vui và tấp nập, hình ảnh rất là Việt Nam. Và bên kia là bến xe buýt rồi nè. Và chúng ta sẽ đi đi vô bến xe nha. Bây giờ xin chào bạn các chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Bạn đồng nhỏ đâu rồi? Đi kiếm bạn đồng nhỏ thôi. Đó, trong bến xe của chúng ta nè. Rất là nhiều xe buýt luôn. Có rất là nhiều màu khác nhau, có lẽ là do nhiều hợp tác xã đó. Ê, bà nào nhỏ kìa. Bây giờ chúng ta phải đợi thêm 15 phút nữa. Lúc nãy là trễ xe rồi. Và đây bạn đồng nhỏ đang chờ đây. Xe tới chưa Đồng? Xe tới chưa? Trời ơi, lâu dữ vậy hả? Nào biết mua nước được không? Nào mua nước đi. Hả? Ô, xe buýt màu nâu hả? Ngộ vậy. Ở đây có nhiều hợp tác xã đó. Bên thành ra mình thấy có nhiều màu.
có một số xe thì của tư nhân cá nhân, rồi họ đăng ký hợp tác xã này họ chạy đóng đóng phí, mà là xe của họ, xe riêng của họ. Xe buýt màu vàng này là xe buýt ra sân bay nè. Xe buýt này là mới, đời mới hơn. Ngày trước thì ở đây rất là nhiều cây cối rồi sân chơi, nhưng mà sau này thì cái trạm xe buýt ở ngoài Hàm Nghi đó, ở ngoài công trường Quách Thị Trang đó, làm lại và dời cái trạm xe về đây, quay lại xíu mệnh. Khoảng 100 năm về trước thì cái đây là cái nhà ga xe lửa, rồi cái bến xe. Thì bây giờ sau một khoảng thời gian gián đoạn thì đây tiếp tục trở về với cái sứ mệnh xưa, đó là cái bến xe tiếp. Sứ Nguyễn Cư Trinh rồi cũng là cái bến xe theo lời chia sẻ của chú anh chị ha. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục thấy cái bến xe của ngày xưa ở đây. Biết đâu ngày xưa, mà chắc là ngày xưa những hình ảnh của bến xe đó bây giờ chắc cũng không ai còn nhớ. Chỉ có những người xưa thì mới nhớ thôi. Còn giới trẻ bây giờ chắc không biết. Như em cũng không biết, tại nhờ cô chú anh chị comment mới biết thôi. Xe tới đồng ơi, đi đồng ơi. Đi lên tới giờ rồi đó. Đi. Đi nhanh lên. 9 giờ 15 giờ 9 giờ gần 15 rồi. Bây giờ mình chờ chút xíu nữa hả? Chờ có xe về thì mới đi được. Thôi chờ một xíu đi. Đợi lâu quá. Thôi đi lại mua nước đi. Bây giờ phải tốn thêm 10.000 nữa để bạn đồng nhỏ mua nước. Cao quá. Được không? Được không? Để bảo phụ cho. Thẳng tiền ra. Đó, vô rồi. Rồi, chọn số mấy chai nước gì? Khoan, chưa. Coi chai nước gì số mấy cái đã. Rồi. Uống nước nào? Milu kìa. Số 27. Số 27. Bấm số 27 coi. Số 7 đâu? Gớt xuống rồi kìa. Phải. Rồi, chúng ta tiếp tục. Xe tới nữa rồi. Sau hơn 15 phút chờ đợi chúng ta mới có xe. Nhỏ nãy giờ nhăn quá. Rồi, hẹn gặp lại các chị các bạn trong những video tiếp theo ha. Chúc anh chị các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye các anh chị và các bạn.